Chào, chúng ta tiếp tục gặp nhau trong video bài học tiếp theo. Trong video này thì tôi sẽ nói về một cái chủ đề rất là hot, mọi người rất là quan tâm. Đấy là tài khoản quảng cáo Facebook Ads Account. Video này được sản xuất vào tháng 5 năm 2023. Tên tôi là Phan Anh, chắc là các bạn biết rồi. Và số điện thoại của tôi ở trên màn hình luôn. Ok, về chủ đề tài khoản quảng cáo Facebook Ads thì chúng ta cần quan tâm đến những cái khía cạnh gì? Đó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ quan tâm đến khía cạnh là làm và mở tài khoản quảng cáo Facebook Ads như thế nào. Có mấy loại, ví dụ như là tài khoản quảng cáo Facebook dạng cá nhân, tài khoản quảng cáo Facebook dạng doanh nghiệp, mình hay gọi tắt là BM, Business Management, Business Manager, đúng không ạ? Còn cá nhân thì chính là cái trình quản lý quảng cáo cá nhân của chúng ta. Thông thường thì với một cái tài khoản Facebook, khi chúng ta tạo ra tài khoản quảng cáo thì nó sẽ mặc định đó là tài khoản quảng cáo cá nhân. Còn sau đó thì chúng ta có thể chọn nâng cấp lên trình quản lý quảng cáo dạng doanh nghiệp, hay còn gọi là BM. Thì tài khoản quảng cáo chỉ có hai dạng là cá nhân, mặc định phổ biến là có. Thứ hai là doanh nghiệp. Doanh nghiệp thì sẽ nâng từ cá nhân lên, và doanh nghiệp thì nó có khả năng quản lý các cái tài khoản quảng cáo khác ở trong trình quản lý doanh nghiệp. Có thể quản lý, ví dụ như là doanh nghiệp lớn, người ta có thể cấp hàng trăm tài khoản cho các bộ phận phòng ban. Ok, tiếp theo là để làm tài khoản quảng cáo thì chúng ta cần cái gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ cần một nick, hay còn gọi là một tài khoản Facebook, một tài khoản Facebook mà tài khoản Facebook này chưa từng vô hiệu, chưa từng làm tài khoản quảng cáo, chưa bị vô hiệu, được chưa ạ? Thứ hai là chúng ta sẽ cần công cụ hoặc phương tiện thanh toán. Công cụ hoặc phương tiện thanh toán ở đây cụ thể là chúng ta ở Việt Nam, chúng ta có thể sử dụng thẻ thanh toán quốc tế của các ngân hàng có nhãn hiệu Visa hoặc Master, hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng ví điện tử Momo hoặc ví điện tử VNPay. Ok, sau khi mà chúng ta có tài khoản Facebook xong và chúng ta có công cụ thanh toán thì chúng ta sẽ hoặc là dùng trên nền tảng máy tính, hoặc là trên sử dụng trên nền tảng điện thoại, thì chúng ta sẽ tạo ra tài khoản quảng cáo. Vâng, thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy có các cái tài khoản quảng cáo đã bị vô hiệu hoặc là không thanh toán được, và có những cái tài khoản vẫn đang chạy, đúng không ạ? Vẫn đang chạy, chia sẻ thông tin. Thế thì bây giờ thiết lập một tài khoản quảng cáo thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì đầu tiên là chúng ta đi vào trong trình quản lý quảng cáo, đúng không ạ? Chúng ta đi vào trình quản lý quảng cáo và chúng ta sẽ chọn đến cái phần tổng quan về tài khoản, hoặc là chúng ta có thể chọn đến phần cài đặt. Lưu ý là tôi đang thao tác ở trên máy tính, còn trên điện thoại thì có thể sẽ đơn giản hơn. Và chúng ta sẽ cài đặt phần thanh toán. Thì chúng ta sẽ đưa cái phần thẻ thanh toán vào đây bằng cách là chúng ta thêm phương thức thanh toán. Như tôi vừa nói, chúng ta có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ có nhãn hiệu Visa hoặc nhãn hiệu Master. Thì cái này chúng ta sẽ ra ngân hàng chúng ta làm, và tất nhiên cũng có một số loại thẻ thì sẽ không được áp dụng, hoặc là một số đầu thẻ sẽ không nhập vào được. Còn vì sao thì đôi khi là do Facebook nó quy định, chúng ta cũng không biết được. Do cái hiện tượng là có thể là thẻ đó chưa có hình thức thanh toán trực tuyến, hoặc là thẻ đó, cái đầu thẻ đó đang bị vô hiệu nhiều, vân vân. Và để đơn giản nhất thì chúng ta có thể sử dụng ví Momo hoặc ví VNPay, và chúng ta liên kết với tài khoản của ví Momo bằng cách là chúng ta sẽ tải app Momo trên điện thoại. Vâng, app Momo. Đó. Chúng ta sẽ vào đây, chúng ta tải và chúng ta sẽ mở tài khoản Momo. Chúng ta mở tài khoản Momo, sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào phần
thanh toán để chúng ta link nó sang. Và khi chúng ta link nó sang thì chúng ta sẽ làm được cái phần quảng cáo như vậy. Ok. Sau khi chúng ta đưa thêm phương thức thanh toán hoặc là ví hoặc là thẻ vào thì lúc đó nếu như Facebook chấp nhận thì chúng ta có tài khoản quảng cáo và chúng ta có thể khai thác sử dụng tính năng quảng cáo để chạy quảng cáo các chiến dịch trên fanpage hoặc là trên website trang đích của mình để mình bán hàng, mình tiếp cận thông tin với các khách hàng. Tiếp theo là tài khoản quảng cáo thì nó có những trạng thái như thế nào? Các trạng thái của tài khoản quảng cáo, ví dụ như các bạn đang nhìn thấy ở đây là một tài khoản quảng cáo đang hoạt động rất tốt. Được chưa ạ? Vẫn đang hoạt động rất tốt. Nhưng cũng có những tài khoản quảng cáo thì đã bị vô hiệu hóa hoặc bị hạn chế, đúng không ạ? Đây, tài khoản này bị hạn chế và chúng ta chỉ cần xác minh danh tính bằng cách là chúng ta sẽ bấm yêu cầu xem xét lại thì chúng ta sẽ có thể mở được tài khoản quảng cáo này lại. Vâng, có thể là chúng ta sẽ mở được, được chưa ạ? Với điều kiện là các tài khoản phải còn cái nút này. Thế chúng ta sẽ up đăng tải lên đây giấy tờ tùy thân, ví dụ như là chứng minh thư, ví dụ như là căn cước công dân tương xứng với cái tên của cái tài khoản này. Sau đó thì nó sẽ quét dữ liệu và nó sẽ có thể thả cho chúng ta. Nhưng với điều kiện là những tài khoản nó phải còn cái nút này. Thế có những cái tài khoản nó không còn cái nút này, nó bảo là bị tuyên bố là vô hiệu hóa trọn đời rồi. Thí dụ như là đây, tôi sẽ cho các bạn xem một cái tài khoản của tôi. Cái tài khoản này thì rất lâu rồi, chắc là phải cũng 6, 7, 8 năm gì đó. Vâng, vô hiệu hóa. Đây ạ, tài khoản của chúng ta. Tôi cũng đã thử kháng cáo nhưng mà đều bị từ chối. Nói rằng là tài khoản này không thể mở lại vì một vài cái lý do gì đó. Vâng. Thì các bạn nhìn thấy này, tài khoản thì tôi không nợ tiền, tôi không giống như người khác là nợ tiền, đúng không ạ? Chỉ có đây có 16.000 chưa thanh toán. Vâng. Cái này là nó bị vô hiệu từ rất lâu rồi và không thể nào mà làm lại được nữa. Tất cả những cái nút, tất cả những cái nút liên hệ với họ đều không liên hệ được. Trước đây thì tôi chạy cũng rất là nhiều, hàng nghìn các chiến dịch cho các khách hàng khác nhau trên cái tài khoản này. Bây giờ thì tôi phải chết rồi thì tôi phải sử dụng các tài khoản khác. Đấy. Như vậy trạng thái của tài khoản thì nó chia thành hai trạng thái chính là đang hoạt động được hoặc là bị vô hiệu. Vô hiệu thì lại có những cái cấp bậc, ví dụ như là có thể kháng được nếu như vẫn còn cái nút review đấy, hoặc là vô hiệu hóa trọn đời, nó từ chối rồi, ví dụ như con tài khoản này. Thì như vậy là chúng ta có thể hình dung ra. Và khi bị vô hiệu thì chúng ta không còn cách nào khác là chúng ta phải làm một cái tài khoản quảng cáo khác để đưa vào cái fanpage của mình muốn chạy. Thì mình add cái tài khoản mới vào cái fanpage của mình muốn chạy. Sau đó thì mình sẽ chạy quảng cáo cho cái fanpage đó, cho cái bài viết đó bằng một cái tài khoản quảng cáo mới. Và tài khoản quảng cáo mới mà đang hoạt động được thì nó cũng có tính năng là via tài khoản. Tính năng via tài khoản là như nào? Ở đây các bạn có thể nhìn thấy ở đây là một cái tài khoản này nó đang có rất nhiều tài khoản đang via. Vâng, đang via. Nhưng vì cái tài khoản này nó bị vô hiệu rồi nên nó không sử dụng được tài khoản via đang sống. Còn nếu mà tài khoản này mà đang hoạt động được thì nó sẽ sử dụng được cái tài khoản via đang sống rất là ngon. Vâng. Thế nên là hầu hết các nhà quảng cáo chuyên nghiệp họ sẽ có rất nhiều tài khoản quảng cáo đề phòng. Hoặc là họ sẽ phải sử dụng một cái tài khoản quảng cáo làm sao mà bền nhất có thể. Bởi vì khi đó thì cái tính ổn định của quảng cáo sẽ rất là cao. Rồi. Đấy là làm tài khoản nhé. Thế còn khi bị vô hiệu rồi thì chúng ta cần phải làm những tài khoản mới. Liên tục tạo ra những tài khoản mới. Nếu mà bị quét, bị vô hiệu, bị
khóa thì chúng ta phải làm gì? Thì ở đây thì nó có cái phần là chúng ta cần phải chuẩn bị các tài nguyên. Đó là các cái nick Facebook, đó là các tài khoản nick Facebook hoặc là Via. Đấy, rồi thẻ hay ví, và chúng ta cũng chuẩn bị tiền ngưỡng để chạy. Hầu hết các tài khoản quảng cáo mới thì đều có cái hiện tượng đấy là họ Facebook nó cho chạy ngân sách rất là thấp. Đấy, cho nên chúng ta có thể là phải nuôi ngưỡng tăng lên dần dần dần, hoặc là chúng ta mua những cái tài khoản cũ nó có những cái ngưỡng cao để chúng ta chạy. Ngưỡng là gì? Ngưỡng là cái số tiền mà Facebook cho phép chúng ta chi tiêu quảng cáo trong một ngày đối với một cái tài khoản. Thì trước đây cái ngưỡng này rất là cao, nhưng bây giờ thì Facebook nó chặn từ rất lâu rồi, nó không cho chúng ta chạy ngưỡng quảng cáo cao, bởi vì là cái rủi ro là chúng ta bùng tiền của Facebook rất là nhiều. Thế thì làm tài khoản Facebook bằng cách nào? Làm tài khoản Facebook bằng cách nào? Thì thứ nhất, dễ nhất, khôn ngoan nhất để tôi thường hay dạy mọi người, đấy là chúng ta sử dụng tài khoản của người thân trong gia đình, sử dụng tài khoản của nhân viên. Thí dụ như này, tôi sẽ tạo một cái nick Facebook cho mẹ tôi sẽ tạo một cái nick Facebook cho dì tôi, cho cậu tôi, cho chú tôi. Đấy. Và mọi người cứ chơi cái nick đó như bình thường đi, nhưng sau đó thì tôi chỉ xin cái tài khoản quảng cáo thôi. Cái phần tin nhắn mà chúng ta hay chat trên Facebook thì sẽ không phải lo lắng gì, bởi vì chúng ta chỉ sử dụng cái tài khoản quảng cáo thôi. Cái tính năng quảng cáo chúng ta sẽ share via sang cái tài khoản khác của chúng ta và chúng ta sử dụng. Đây là cách ngon nhất và dễ nhất. Đấy, và chúng ta có thể khai thác được 5, 7 hoặc là chục cái tài khoản. Đấy, nhưng mà nó cũng có nhược điểm, đấy là đi nhờ cũng rất là khó, và rồi cái số lượng nó cũng hạn chế. Đấy, nhưng mà ưu điểm là nếu mà đã làm cái tài khoản dạng này thì tỷ lệ lên được tài khoản thành công là rất 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 cao. Đấy, và tài khoản cũng rất là ngon. Đấy, thì chúng ta cần phải chọn những cái fanpage, chọn những cái sản phẩm, chọn những cái nội dung chạy làm sao cho nó không bị vi phạm chính sách, để chúng ta ít bị chết tài khoản quảng cáo hơn, được chưa ạ? Đấy là cái cách mà tôi nói với mọi người. Còn không thì chúng ta sẽ phải mua các tài khoản VIA. Các tài khoản VIA ở đây là gì? Ví dụ như là chúng ta vào đây, chúng ta search từ khóa là mua VIA Facebook. Đấy. Tài khoản VIA là tiếng Anh, có nghĩa là có thể chia sẻ được. Đấy, thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều các trang họ bán như này. Đấy, họ bán nó có những cái loại VIA Việt, rồi VIA ngoại. VIA ngoại là VIA của các cái tài khoản Facebook ở nước ngoài, ví dụ như là Philippines, ví dụ như Indonesia, ví dụ như Malaysia, ví dụ như châu Âu, đấy nó gọi là VIA ngoại. Đấy, theo thời gian thì nó chia thành VIA cổ, tức là cái con tài khoản VIA đấy đã được tạo lâu rồi. À, rồi VIA mới, đúng không ạ? Vâng. VIA cổ, VIA mới, VIA nội, VIA ngoại. Đấy, rồi VIA đã xác minh, VIA chưa xác minh, VIA đã chạy, VIA chưa chạy, vân vân. Đấy, rất nhiều các loại người ta chia ra, nhưng mà suy cho đến cùng thì đó cũng chỉ là những cái dạng tài khoản hình thức để mà chúng ta đưa vào đây chúng ta chạy quảng cáo. Đấy. Thế thì những cái tài khoản mà ví dụ như là cổ thì sẽ khả năng lên tài khoản thành công hơn. Đấy, thí dụ như đã xác minh danh tính thì lên tài khoản thành công hơn, thì chúng ta luôn có một cái tỷ lệ, không phải chúng ta mua một con chúng ta áp vào là chúng ta lên được ngay. Đấy, chúng ta luôn có tỷ lệ nhá. Và thế thì những người mà người ta làm những cái VIA này bằng cách nào? Đấy, thì có thể là người ta có những cái Facebook Farm, phần mềm họ phát triển được, họ nuôi. Đấy, thậm chí học viên của tôi viết hẳn một phần mềm để nuôi VIA, và bạn nói là hiện nay em có khoảng 2 triệu cái tài khoản VIA. Đấy, thoải mái, nguyên liệu để dùng thầy ạ. Đấy, rồi em thích thì em tạo fanpage, em nuôi fanpage xong em bán, em đổ like và em bán. Đấy là nó có một cái thị trường, nó gọi là thị trường mua nguyên liệu Facebook cá nhân, fanpage, tài khoản quảng cáo. Đấy, rất nhiều. Ok, thì đấy là một vài cái hướng dẫn cho các anh chị. Thế thì các anh chị có thể là, một như tôi nói là dùng nick Facebook của người nhà, bố mẹ anh chị em, người thân nhân viên tạo ra. Thứ hai là chúng ta đi mua, và thứ ba là chúng ta chuẩn bị rất nhiều thẻ thanh toán quốc tế, dùng ví Momo vân vân, để chúng ta liên tục tạo.
Và trong quá trình chạy, thì chúng ta cũng nên chạy không được chạy những cái sản phẩm cấm, chạy những cái sản phẩm vi phạm chính sách, nội dung quảng cáo vi phạm chính sách, bởi vì nó có thể chết tài khoản quảng cáo, nó cũng có thể chết cả fanpage nữa. Thì cái tình trạng vô hiệu hóa này nó diễn ra rất phổ biến, và thường chúng ta hay gọi đó là những cái đợt quét của Facebook. Và quét như này có rất nhiều người là bị quét nhầm, mình không vi phạm gì mình vẫn có thể bị chết, hoặc là quét cũng đúng thôi, mình cũng bị vi phạm thật. Ví dụ như sản phẩm không vi phạm thì nội dung vi phạm, ngôn từ vi phạm, rồi chạy bùng, chạy lậu vân vân. Thế nhưng mà cũng có những cái page tôi chạy là 7, 8 năm nay, 10 năm nay, những con tài khoản không hề chết. Vì sao lại không chết? Là bởi vì nó có chính sách là một fanpage, một sản phẩm và một tài khoản. Một fanpage, một sản phẩm và một tài khoản. Ví dụ như là chạy thời trang, một fanpage, một sản phẩm là thời trang, một tài khoản quảng cáo, không chạy cho các page khác. Thì cái tài khoản này chạy 6, 7 năm nay không làm sao cả, vẫn rất hiệu quả. Ok. Và nếu như các bạn gặp các vấn đề về tài khoản quảng cáo, chạy quảng cáo, tối ưu quảng cáo, bán hàng, tăng trưởng doanh số, rồi thì phát triển nội dung, vân vân, liên quan đến Facebook, liên quan đến fanpage, liên quan đến livestream, liên quan đến marketplace, liên quan đến tối ưu quảng cáo, whatever, các bạn có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp, hoặc là tôi sẽ trao đổi, đào tạo cho các bạn, hoặc là tôi sẽ cung cấp giải pháp cho các bạn, cung cấp dịch vụ marketing cho các bạn. Ok, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều. Xin chào.